Hello babe. Bây giờ đã là 7 giờ thiếu 15 sáng ngày chủ nhật 8 tháng 7 năm 2012. Ngoài trời rất là âm u, chắc có thể hôm nay có thể mưa, không biết có đá banh được không. Anh đang đi xuống cầu thang để mấy xe. What's it mean? Okay. Yeah. See? Yeah, I'll do that one. Yeah, bro. Không biết nè. Okay, đi xuống nha. Chứ có ai dậy hết. Thì trời rất là âm u. Mũi cứ sụt sùi. Rất là dị âm cái cơn mưa hôm qua. Lỗi gì đây trời, hả mưa hả? Xe mình đâu rồi? À, bên kia. Đi vòng ở ngoài cũng thấy ướt. Ok, tới xe rồi. Nhiều xe gọi cho bếp nha. Nhà bếp quá à. Có gì vậy? Con bò đó. Bỏ đồ vô trong. Ai xí trong nè. Vô xe thôi. Mới để xe trước rồi mới chạy được. Ok vậy ha, đánh gọi cho bếp. Bye bếp, have you.